Thì cái này mình mới gắn một cái bộ chống quên tắt khóa đây. Thì hầu hết là những cái xe xài xe máy cây nè, khi mà nữ đi á thì về nhà cái quên tắt khóa như vậy, cái gạt chống xuống như vậy đó thì nó sẽ hết bình. Còn mình đã gắn cái bộ của mình là gạt chống xuống là 5 giây sau nó sẽ báo. Nói em nghe nó báo không? Rồi để nó báo nó động lên. Là nó để nó động lên là mình kêu là chưa tắt khóa anh em. Tắt khóa là ok. Đó, anh em mở khóa mà còn cái chống này nè. Nó sẽ hú lên. Đó, khi mà quên tắt khóa mà mình về nhà mình gạt cái chống này xuống nè. Thì trong vòng 5 giây thì cái kèn bên kia nó sẽ hú lên. Đó, anh em nghe kêu không? Xong rồi mới ra tắt khóa là xong. Rồi anh em nhớ cho mình một like cho nghe anh em.